có hơn 41.500 lượt khách đến tham quan và du lịch tại Đắk Nông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mồng 1 tháng 5. Đây là con số khá ấn tượng sau thời gian dài du lịch trầm lắng vì đại dịch Covid-19. Khu du lịch Phước Sơn, huyện Đắk Lấp dịp lễ 30 tháng 4, mồng 1 tháng 5 đón hơn 3.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Con số này tăng 4 đến 5 lần so với ngày thường và tăng nhiều lần so với thời điểm cùng kỳ năm 2021. Tà Đồng là nơi được nhiều du khách nhất là khách ngoại tỉnh chọn là điểm đến vui chơi, thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng trong dịp 30 tháng 4 và mồng 1 tháng 5. Thống kê chưa đầy đủ, lượng khách đến Tà Đùng dịp này khoảng 16.000 lượt khách, tăng khoảng 5 đến 6 lần so với ngày thường. Tương tự, các điểm du lịch khác trên địa bàn Đắk Nông cũng ghi nhận lượng khách tăng cao so với trước đây. Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mồng 1 tháng 5 năm 2022 tăng 49,3% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021, có khoảng 30 lượt khách quốc tế lưu trú và tham quan tại các điểm du lịch trong 4 ngày. Tổng doanh thu ngành du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 4.930 triệu đồng, tăng 25% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ tham quan, ăn uống, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch đạt khoảng 4.450 triệu đồng, doanh thu lưu trú đạt 450 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động lữ hành 30 triệu đồng